Nữ TikToker 1,5 triệu follower gây tranh cãi khi nói người Hà Nội bạc bẽo đã lên tiếng xin lỗi, mong cộng đồng mạng tha thứ. Mới đây, một nữ TikToker với hơn 1,5 triệu follower đã có một chiếc video được đánh giá là tát thẳng vào mặt người Hà Nội với quan điểm người Hà Nội bạc bẽo chỉ vì một lần đi ăn bún chả gặp phải trải nghiệm tệ. Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã không khỏi bất bình vì phát ngôn của cô gái này. Câu nói của cô được cho là vơ đũa cả nắm đối với người Hà Nội. Tôi đến ăn bún chả, nhưng bà cụ ấy nếu mà không gọi nước thì đừng có ngồi. Kiểu những cái lúc như thế tôi nhận ra là người Hà Nội họ bạc bẽo đến thế nào ấy. Kiểu họ không sẵn sàng đổi một chỗ ngồi của họ lấy cái sự happy của khách hàng á. Trong khi rõ ràng là mình đến đấy ăn rất nhiều nha. Ngay sau khi nhận được những lời phản bác của dân tình, TikToker này đã đăng tải đoạn video mới nhất lên tiếng xin lỗi, thậm chí cúi đầu xin được tha thứ. Mình đến đó ăn và được nhân viên đưa vào sắp xếp chỗ ngồi, nhưng sau đó mình lại bị đuổi ra ngoài vì không order nước. Thật sự lúc đó mình rất khó chịu, thế nên mình đã có những hành động bồng bột và kết luận vội vàng. Điều khiến mình hối hận nhất là mình đã vơ đũa cả nắm và nói rằng người Hà Nội bạc bẽo. Mình xin lỗi mọi người, xin lỗi cộng đồng mạng, xin lỗi tất cả những người dân Hà Nội, những ai đã bị ảnh hưởng và bị khó chịu bởi câu nói mang tính phiến diện của mình. Mình đã hoàn toàn nhận ra được lỗi sai của mình và mong rằng mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mình. Mong rằng mọi người sẽ cho mình có cơ hội để sửa sai, mong mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi của mình. Chắc rằng nữ TikToker đã nhận được bài học đắt giá cho những phát ngôn của mình trên mạng xã hội rồi. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Trend được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.